Gia đình ông Trương Văn Hải ở thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ có hơn 4 sào trồng hồ tiêu, mỗi năm cho thu hoạch trên dưới 4 tạ hạt tiêu khô. Tuy nhiên, thời gian qua do mưa lớn và kéo dài nhiều ngày đã làm vườn tiêu của ông bị ngập úng, không thoát nước được. Hàng loạt cây tiêu đang xanh tốt bị rụng lá, rụng quả rồi chết đã làm thiệt hại lớn về kinh tế cho gia đình ông. Gia đình mà mong mỏi nó cần tiêu đi mà chưa mà đến cái lúc đi mà chết hết rồi thì gia đình ngồi chủ còn mệt mỏi, chứ mong muốn là cấp trên là về hỗ trợ kỹ thuật rồi về phân bón về rồi các vốn việc đến đó để cho gia đình làm lại vườn tiêu. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn tỉnh hiện có hơn 2.500 hectare hồ tiêu, tập trung chủ yếu ở các huyện Vĩnh Linh, Giao Linh, Cam Lộ và Hướng Hóa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết đã có trên 200 hectare bị ngập úng, gây chết với tỷ lệ từ 15 đến 20%, có nơi cao từ 30 đến 40%, một số vườn bị chết 100%. Để hỗ trợ người dân khôi phục vườn hồ tiêu, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đang tăng cường cán bộ kỹ thuật về cơ sở, trực tiếp hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây tiêu. Tập trung vệ sinh vườn tiêu, buộc lại các dây tiêu bị tuột, thoát nước đọng trong vườn và chăm sóc xử lý các loại thuốc bảo vệ thực vật nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do nấm bệnh gây ra. Là chúng tôi khuyến cáo bà con là quy hoạch là những cái vườn tiêu, những cái chỗ nào mà có mật độ ngầm thấp và úng thường xuyên hàng năm thì chúng ta không trồng tiêu. Cái thứ hai là những cái vườn tiêu mà già cỗi chết và bệnh nhiều thì bà con cố gắng là mình dàn phá bỏ để cải tạo đất và sau đó chúng ta có thể một vài năm chúng ta sẽ trồng lại. Cái thứ ba thì hiện nay là chúng tôi cũng đã xây dựng một số những cái vườn tiêu đầu dòng để mục đích là cung cấp những cái giống tiêu tốt, sạch bệnh để phục vụ cho bà con trong cái vấn đề sản xuất tiêu sắp tới. Với sự hỗ trợ trước mắt để khắc phục các vườn tiêu sau mùa mưa lũ cũng như định hướng lâu dài của ngành nông nghiệp trong phục hồi các vườn tiêu cũ, quy hoạch vùng trồng mới cây hồ tiêu ở những vùng có điều kiện thuận lợi, áp dụng biện pháp canh tác bền vững, chú trọng công tác quản lý dịch bệnh, hy vọng các vườn tiêu của các hộ dân sẽ sớm khôi phục, giúp bà con yên tâm ổn định sản xuất.